Bùi Tấn Trường nói gì trước cơ hội được thay Đặng Văn Lâm. Thế nên, sau khi Văn Lâm chính thức không tham dự phần còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, khả năng rất cao huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục dùng Tấn Trường để lấp chỗ trống của Đặng Văn Lâm. Đứng trước cơ hội lớn để tỏa sáng ở đội tuyển quốc gia trong những ngày tới đây, nhưng thủ môn Bùi Tấn Trường tỏ ra bình tĩnh. Anh chia sẻ, cứ nỗ lực hết sức mình, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Hãy bình tĩnh mà sống. Điều đáng chú ý nằm ở chỗ đây không chỉ là lời mà Tấn Trường nói riêng về bản thân mình, mà anh còn nhắn nhủ đến thủ môn đàn em Nguyễn Văn Hoàng, người được triệu tập vào giờ chót trong thành phần đội tuyển, đồng thời cũng đang tập luyện tại UAE với Bùi Tấn Trường và các thành viên của đội tuyển Việt Nam. Giống như Bùi Tấn Trường, thủ thành Nguyễn Văn Hoàng cũng như một thủ môn nữa là Nguyễn Văn Toản đều có cơ hội thay Đặng Văn Lâm, dù khả năng không cao bằng thủ môn gốc Đồng Tháp. Tấn Trường năm nay 34 tuổi, từng được gọi lên đội tuyển quốc gia từ rất sớm. Năm 2008, khi mới 21 tuổi, anh được huấn luyện viên Calisto triệu tập vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup diễn ra cùng năm. Mặc dù vậy, giờ chót Tấn Trường bị loại, lỡ cơ hội vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Trước đó ít tháng, Bùi Tấn Trường cùng đội tuyển U23 Việt Nam của huấn luyện viên Mai Đức Chung vô địch BDK Cup tại Malaysia. Sang đến năm 2009, Tấn Trường là thủ môn số 1 của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games lần thứ 25 diễn ra tại Lào. Mặc dù vậy, Tấn Trường lại mắc sai lầm trong trận chung kết gặp Malaysia, dẫn đến bàn thua duy nhất của U23 Việt Nam, vì thế mất HCV. Năm 2010, thủ môn Bùi Tấn Trường mắc lỗi nặng trong trận thua 0-2 của đội tuyển Việt Nam trước chính Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Cup trên sân Bukit Jalil tại Kuala Lumpur, trước khi đội bóng của huấn luyện viên Calisto bị loại, do chỉ hòa 0-0 với đối thủ ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Những sai lầm vừa nêu khiến cho Tấn Trường dần mất đi sự tin tưởng ở cấp độ đội tuyển quốc gia từ đó đến giờ. Mãi đến khi anh tỏa sáng ở câu lạc bộ Hà Nội hồi cuối năm ngoái và đầu năm nay, thủ môn này mới được huấn luyện viên Park Hang-seo chú ý, trao cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam.